Yêu bạn, mình là Huy ở Việc Small Gym. Hôm nay mình có làm một video này, mình muốn giới thiệu với các bạn là một giáo trình dành cho những người muốn hướng đến việc tập luyện chuyên nghiệp với tựa đề là 13 tuần giảm mỡ. Giải thích đơn giản thì giáo trình này ghi chép lại khoảng thời gian khoảng 13 tuần trước khi thi đấu của mình, nhằm giúp các bạn có một cái định hướng tập luyện rõ ràng nhất, thay vì là một cái video kéo dài lan man giải thích về cái cách tập luyện hay là áp dụng cho từng cơ thể. Các bạn có thể xem qua ở đây, 13 tuần giảm mỡ. Và đây là hình ảnh của tôi trong hai trạng thái khác nhau, trước và sau quá trình giảm từ 100kg với 35-40% body fat xuống còn dưới 80kg với body fat sấp xỉ 15%. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lướt qua một chút về các phần chính của giáo trình. Với 13 tuần giảm mỡ, tức là 3 tháng, thực sự là một cái khoảng thời gian rất dài, nên việc phân bố chính xác cái công việc cần thiết là rất quan trọng. Trong đây thì chúng ta sẽ có đến 4 cái lịch tập chính, mỗi lịch tập sẽ phủ kín 3 tuần, như vậy là chúng ta sẽ có 12/13 tuần rồi. Còn một tuần cuối cùng thì là một cái bí kíp nho nhỏ giúp các bạn béo thì sẽ đỡ béo hơn, từ hơi mũm mĩm thì sẽ trở thành một cơ thể fit thể thao, và từ một cơ thể fit thể thao sẽ chuyển sang mức khô đến xương, shadow to the bone. Ok, thì chúng ta sẽ bước đến chương đầu tiên của 13 tuần giảm mỡ. Ở giai đoạn đầu này thì tôi không muốn làm một cái gì đó quá gai gắt, chỉ là để calo cao một chút và bằng với cái lượng mà tôi phải ăn để giữ cái cân nặng hiện tại, tức là khoảng 100kg, nhưng áp dụng cả low carb. Mục tiêu của tôi ở giai đoạn đầu này chỉ là muốn giảm một chút mỡ cơ thể, trong khi là vẫn chú trọng vào việc tăng cơ. Cái chính là để bắt đầu lại cái việc ăn uống healthy trong khoảng một thời gian dài, ngó lơi cơ thể của mình. Sau giai đoạn này thì khá bất ngờ, cân nặng của tôi di chuyển từ 96kg xuống chỉ còn là 92kg, và tôi đã mất khá nhiều mỡ cơ thể. Sức mạnh vẫn tiếp tục tăng trong toàn bộ giai đoạn và với cái tâm trạng khá tốt. Ở đây là một số cái nhận định của tôi trong phase đầu tiên này. Hãy đọc hết sách trước, đọc cả những cái ghi chú nhỏ như thế này nhằm tránh đi những cái sai lầm mà tôi đã gặp phải. Ở giai đoạn 2, tuần 4-6, thực sự thì đây là một cái giai đoạn kinh khủng nhất, và mục tiêu của nó chính là duy trì trọng lượng cơ hiện tại mình đang có và giảm tối đa mỡ. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải cắt giảm kha khá khẩu phần ăn uống cùng với cái tần suất tập luyện cực kỳ khắc nghiệt, với 4 buổi tập tạ nặng để duy trì cái lượng cơ bắp, và xen kẽ trong đó là 3 buổi tập cardio, tập luyện tim mạch. Mức cắt calo cho 3 tuần của giai đoạn này trung bình sẽ là khoảng 600-700 calo, với những ngày gần như là no carb, có nghĩa là không có tinh bột. Nhưng bạn cũng đừng quá căng thẳng. Như đã nói ở trên thì cái giai đoạn đầu tiên của tôi đã cố gắng ăn cái mức calo đủ để duy trì cái trọng lượng cơ thể của mình, tức là sấp xỉ 100kg. Và để duy trì cái mức cân nặng này thì theo tính toán của tôi sẽ là 3.300 calo, tức là cắt giảm khoảng 600-700 calo thì chỉ chưa đến 1/5 cái mức năng lượng mà cơ thể tôi đang cần. Trong giáo trình này thì tôi sẽ có hướng dẫn cho các bạn tự xác định cái mức năng lượng cơ thể bạn cần và áp dụng nó vào thực chiến. Hãy yên tâm. Ok, thì sau khi kết thúc cái giai đoạn này, tôi cảm thấy khá hài lòng. Giai đoạn này cũng được chứng minh là thành công khi mà tôi giảm cân trong khi sức mạnh của tôi vẫn tăng cường được. Theo kiểm tra kỹ lưỡng một chút thì tôi đã giảm được khoảng 2kg mỡ và cơ thể di chuyển xuống chỉ còn 89kg. Tập luyện rất hoàn hảo, ngoại trừ cảm nhận có một số cơn đau khớp nho nhỏ ở trong tuần thứ 3. Chuyển sang giai đoạn thứ 3 sau khi đã hơn 2 tuần cắt giảm lượng carb và tinh bột xuống dưới mức 50g nên đầu óc của tôi bắt đầu có chút trì trệ và một vài cơn đau khớp như đã nói ở trên. Đây cũng là một cái ví dụ điển hình cho các bạn có thể hiểu được cái tầm quan trọng của tinh bột đối với cái việc tập luyện nặng. Vì thiếu carb trong thời gian dài nên là việc cần làm bây giờ là đưa cơ thể trở lại cái trạng thái cân bằng, hay nói đơn giản là chúng ta sẽ bắt đầu nạp carb trở lại và sẽ dồn nhiều cái phần trăm năng lượng hơn cho carb thay vì là protein và fat. Nhưng tôi vẫn sẽ giữ mức calo cắt giảm như ở phần 2, chỉ là giảm protein và fat để đẩy năng lượng cho carb lên một chút mà thôi. Tôi không đẩy quá nhiều tinh bột vì sợ những cái phản ứng không tốt của cơ thể xảy ra khi mà sau khi một thời gian dài tôi đã ăn kiêng. Và với cái lượng tinh bột dồi dào hơn thì tại sao chúng ta không nghĩ đến việc là cố gắng tăng thêm một vài kg cơ? Với phase thứ 3 này thì tôi muốn tăng nhanh 1-2kg cơ bằng cách tập trung vào hypertrophy sacroplasmic, hay nói đơn giản là tăng trữ lượng các chất trong tế bào. Và trong phase này của tôi thì cũng áp dụng các bài tập về lực bộc phát explosive. Các bài tập về lực bộc phát cũng không thể thiếu cho việc tập luyện, nhất là với hệ thần kinh. Và nó cũng vô cùng quan trọng khi mà bạn phải tạo ra cái lực căng cơ lớn nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất. Ở trong phase này thì tôi chỉ có một buổi cardio. Vì hầu hết việc giảm mỡ của chúng ta đến từ cái chế độ ăn kiêng,
chứ không phải là tập cardio. Và ở phase cuối cùng có tên là giai đoạn tái thiết lại hệ thần kinh. Nếu bạn đang nghiên cứu kỹ các video của tôi thời gian gần đây thì các bạn sẽ học được rằng là cái việc tập luyện để kích thích cơ bắp tối đa đi kèm với việc phát triển sức mạnh sẽ khác hoàn toàn cái việc mà tập để có được sức mạnh tối đa. Trong giai đoạn này thì tôi sử dụng các kỹ thuật và phương pháp tập luyện vừa có cái thành phần hệ thần kinh trong khi tiêu hao calo và tác động đến mô cơ nhiều hơn. Lịch tập của phase cuối cùng này tôi có 4 buổi tạ chia thân trên thân dưới với cái khối lượng nặng sao cho là giới hạn số rep trung bình sẽ là 7. Khối lượng tập luyện của giai đoạn này sẽ tiêu siêu lớn và hiếm khi có buổi tập nào dưới 90 phút và sẽ có 3 buổi cardio nhẹ nhàng cùng với tập bụng. Trong giai đoạn này thì dinh dưỡng của tôi không còn cần phải quá chính xác như là các 3 giai đoạn trước, vẫn tập trung vào việc ăn thực phẩm sạch và tốt với cái mức năng lượng sẽ là khoảng 40 calo cho 1 kg, với tỷ lệ protein carb fat sẽ là 40, 40 và 20. Ok, sau khi đã trải hết qua 4 giai đoạn thì chúng ta sẽ đến với phần đặc biệt cuối cùng là giai đoạn cắt nước và làm phồng cơ bắp cho thi đấu. Mục tiêu của phase này là giảm thiểu nước dưới da trong khi giữ cho cơ bắp đầy đặn nhất có thể. Sự kết hợp này sẽ cho phép một vận động viên có thể pump to cơ thể của mình lên trước buổi biểu diễn và trông anh ta sẽ tốt hơn hẳn các phiên bản của 4 giai đoạn tập luyện mà bạn vừa trải qua. Phương pháp này có thể được sử dụng để lên đỉnh trước một ngày tại hồ bơi hoặc là trước khi bạn chụp ảnh tự sướng mà không mặc quần áo. Các kỹ thuật này ở đây có thể được thiết kế để đưa các bạn từ cấp 2 lên cấp 3 và từ cấp 3 lên cấp 4. Ở đây thì tôi có đề ra 4 cái cấp độ của việc đánh giá độ khô của cơ thể. Và với phase thứ 5 này, có thể sẽ giúp bạn nhảy thêm một cấp độ của độ khô cơ bắp chỉ trong một tuần. 4 cấp độ đó là: cấp độ 1, không thừa cân nhưng cũng không có cua bụng. Cấp độ 2, quan sát body của bạn kỹ một chút và bạn sẽ thấy là có một vài múi bụng đang lấp ló. Cấp độ thứ 3 là cơ thể có rất nhiều đường nét, cơ bụng lộ rõ và có thể dễ dàng nhìn thấy được. Và cuối cùng cấp độ 4 là khô thấy được rõ tất cả các loại tĩnh mạch ở ngực, vai và nhất là bụng dưới. Ok, trên đây là cái video review về cuốn 13 tuần giảm mỡ của tôi. Và hiển nhiên thì nó chưa thể là chi tiết để các bạn còn có cái hứng thú để nghiên cứu nó nữa. Hiện tại thì tôi có làm một cái giveaway nhỏ nhỏ cho 5 bạn xem hết cái video này. Và thấy được cái giveaway này thì nhanh tay inbox cho mình sau khi clip này được đăng lên page với cái part là đã xem hết video của Small Gym đến chữ cuối cùng. Thì mình sẽ giảm giá 100k cho mỗi cuốn khi mà bạn mua combo 2 cuốn chỉ dẫn của cơ bắp giá 299k và 13 tuần giảm mỡ giá 499k. Khi đã hết 5 bạn giảm giá thì giá sẽ trở lại bình thường và vẫn áp dụng giảm giá chỉ 100k cho mọi người khi mua combo 2 cuốn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mình là Huy và mình là huấn luyện viên của Small Gym.